ổn không? Ế? Hai đứa. Khỏe con. Khỏe không? Khỏe con. Mệt. Khỏe con. Sai quá em xin rồi. Tập ở đây cảm giác tôi cảm thấy rất là tốt. Sức tôi có thể phát triển hơn nữa. Buổi học đầu tiên ngày hôm nay, tôi sẽ dạy cho bạn biết về cách giới thiệu bản thân. Vâng. Tôi đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới đi Nhật Bản cùng với câu lạc bộ Sài Gòn. Các bạn hãy cùng đồng hành cùng tôi nhé.